Trân trọng kính chào quý vị khán giả đang đến với chương trình tin tức của Sài Gòn TV trên băng tần 57.5 qua sự trình bày của Mỹ Linh và Đức Vượng. Thưa quý vị, hôm nay là thứ Hai, 12 tháng 2 năm 2024, nhằm ngày mùng 3 Tết. Theo phong tục của Việt Nam chúng ta thì mùng 1 Tết cha, mùng 2 Tết chú, mùng 3 Tết thầy. Hôm nay bên Việt Nam thì vẫn còn Tết lớn lắm. Bên Mỹ thì chúng ta một số người đã phải đi làm và đi học rồi. Nhưng mà chúng ta vẫn còn trong ngày mùng 3 Tết, vẫn còn niềm vui của không khí Tết. Và chúng tôi kính chúc quý vị có được một ngày mùng 3 Tết với gia đình, bạn bè và người thân cùng vui hưởng ngày mùng 3 Tết thật đầm ấm quý vị nha. Và sau đây trở lại với chương trình tin tức, xin quý mời quý vị theo dõi những bản tin đáng chú ý trong ngày. Phần tin thế giới hôm nay là tin đến từ Iraq. Chính phủ Iraq chỉ trích Hoa Kỳ đã ám sát người giữa khu dân cư gây nguy hiểm. Theo hãng tin AFP, Iraq đã lên án cuộc tấn công của quân đội Hoa Kỳ giết chết một vị chỉ huy cao cấp của nhóm vũ trang thân với Iran, người bị tình nghi có liên quan tới vụ tấn công vào căn cứ của Hoa Kỳ ở Jordan. Trước đó, Hoa Kỳ đã thực hiện một cuộc tấn công nhắm vào dân quân Qatar Hezbollah thân với Iran để trả đũa vụ tấn công vào căn cứ quân sự của Hoa Kỳ ở Jordan, khiến cho 3 quân nhân Hoa Kỳ bị thiệt mạng. Bộ Chỉ huy Trung tâm Hoa Kỳ, tức là CENTCOM, cho hay người chỉ huy bị giết chết vào hôm 7 tháng 2 là mục tiêu để đáp trả các cuộc tấn công nhắm vào quân đội Hoa Kỳ. Vẫn theo CENTCOM, cuộc tấn công nói trên đã giết chết một vị chỉ huy của nhóm Qatar Hezbollah, là lực lượng phải chịu trách nhiệm trực tiếp lên kế hoạch và tham gia thực hiện tấn công vào các quân nhân Hoa Kỳ trong khu vực này. Đài CBS News trích dẫn lời ông Yahya Rasool, là phát ngôn viên quân sự của Thủ tướng Iraq Mohammad Shia al-Sudani, tố cáo là Hoa Kỳ đã thực hiện ám sát trắng trợn tại một khu dân cư ở thủ đô Baghdad mà không quan tâm đến mạng sống của người dân hay là luật pháp của quốc tế. Theo hãng thông tấn AFP, liên minh quốc tế mà ông Rasool đề cập đó là liên minh quân sự do Hoa Kỳ dẫn đầu, được thành lập vào năm 2014 để chống lại tổ chức quốc gia Hồi giáo tự xưng, tức là IS. Hiện nay, Hoa Kỳ vẫn còn khoảng 2.500 binh sĩ đang đồn trú tại Iraq với nhiệm vụ chính đó là cố vấn cũng như trợ giúp cho các lực lượng địa phương của Iraq để ngăn chặn sự bùng nổ của phiến quân IS. Các cuộc đàm phán về việc rút lực lượng liên minh ra khỏi Iraq đã bắt đầu từ tuần trước, thế nhưng tiến trình này tạm thời bị đình chỉ sau vụ tấn công khiến cho 3 quân nhân Hoa Kỳ bị thiệt mạng ở Jordan nói trên. Liên quan đến tình hình nội bộ tại Ukraine, thưa quý vị, Tổng thống Ukraine tiếp tục thay thế dàn lãnh đạo quân sự. Ông Zelensky tiếp tục công bố thay đổi ở trong bộ máy lãnh đạo quân sự, bổ nhiệm 2 cấp phó cho Tổng tư lệnh Oleksandr Syrsky và 3 cấp phó cho Tổng tham mưu trưởng là Anatoly Bahilovich. Đại tá Vadim Sukarevsky đã được chỉ định để làm cấp phó cho Tổng tư lệnh Syrsky, tập trung vào việc tăng cường sử dụng khí tài không người lái ở trong quân đội. Theo bài phát biểu của Tổng thống Zelensky, một phó tổng tư lệnh khác đó là Đại tá Andriy Lebedenko được bổ nhiệm để tập trung vào đổi mới sáng tạo, đặc biệt là về phương tiện công nghệ, quân đội và các hệ thống tác chiến. Hành động trên nằm ở trong sự thay máu của dàn lãnh đạo quân sự mà Tổng thống Zelensky hứa hẹn sẽ thực hiện trong lúc chiến sự giữa Nga và Ukraine đang rơi vào cục diện bế tắc. Trước đó, ông Zelensky bổ nhiệm tướng Syrsky để thay thế cho tướng Valery Zaluzhny, và đây là quyết định gây ra nhiều tranh cãi và được giới chuyên gia đánh giá là liều lĩnh bởi vì tướng Zaluzhny từ trước đến nay vẫn được lòng binh sĩ. Theo đề bạt của tướng Syrsky, ông Zelensky bổ nhiệm thêm ông Baridovich để thay thế cho Tổng tham mưu trưởng là Trung tướng Serhiy Shaptala. Cả ông Zaluzhny và ông Shaptala đều là lãnh đạo quân đội Ukraine từ trước khi Nga mở chiến sự. Trả lời phỏng vấn với tờ The Economist, ông Zaluzhny nói rằng Ukraine có nguy cơ rơi vào bẫy của một cuộc giao tranh kéo dài. Và phát ngôn này đã khiến cho Tổng thống Zelensky lên tiếng phản đối. Do hàng viện trợ quân sự của Hoa Kỳ tới chậm cho nên phòng tuyến của Ukraine có thể có nguy cơ bị sụp đổ. Lực lượng phòng thủ của Ukraine gần với thành trì Avdiivka ở tỉnh Donetsk đang phải quay cuồng trước các đợt tấn công không ngừng nghỉ của quân đội Nga và các vấn đề của Ukraine vượt ra ngoài phạm vi của một trận đánh. Quân đội Ukraine đang bị kiệt sức và bị thiếu vũ khí, đạn dược, đặc biệt là các hệ thống phòng không. Quân đội Ukraine chỉ có số phi đạn phòng không đủ sử dụng cho tới tháng 3 mà thôi, trừ khi họ nhận được một đợt viện trợ quân sự mới. Nhật báo New York Times trích dẫn lời các giới chức Hoa Kỳ cho biết như sau: hàng viện trợ của Hoa Kỳ cho Ukraine không phải là điều chắc chắn,
khi mà Quốc hội Hoa Kỳ vẫn đang bị bế tắc trong việc phê chuẩn dự luật an ninh trị giá 118 tỷ Mỹ Kim, trong đó có 60 tỷ Mỹ Kim được phân bổ cho quân đội Ukraine. Nhiều đảng viên của Đảng Cộng Hòa không muốn ủng hộ cho dự luật nói trên vì họ cho rằng không có hiệu quả về vấn đề cải thiện an ninh ở vùng biên giới của Hoa Kỳ với Mexico. Các giới chức phương Tây tin rằng nếu không có hàng viện trợ quân sự đến từ Hoa Kỳ thì có khả năng Ukraine sẽ phải hứng chịu sự sụp đổ hàng loạt dọc theo tiền tuyến là có thể xảy ra vào năm 2024. Mặc dù vậy, các nguồn tin của New York Times ước tính rằng sẽ mất ít nhất là vài tháng trước khi tình trạng thiếu hụt vũ khí gây ra sự tổn hại. Các giới chức của Ukraine đã nhiều lần phàn nàn về tình trạng thiếu đạn dược. Trong khi đó, nhật báo Financial Times trích dẫn lời một giới chức cao cấp của Khối hiệp châu Âu nói rằng trên phương diện viện trợ quân sự thì châu Âu sẽ không dễ dàng thay thế được cho Hoa Kỳ. Phía Nga đã nhiều lần lên án các chuyến hàng vũ khí của phương Tây tới Ukraine, đồng thời cảnh báo rằng viện trợ quân sự của Hoa Kỳ sẽ chỉ kéo dài cuộc xung đột mà thôi. Bên cạnh đó, sẽ không làm thay đổi kết quả cuối cùng. Thủ đô Paris của nước Pháp thúc đẩy dự án cấm xe hơi lưu thông quanh Tháp Eiffel. Thị trưởng của thành phố Paris của Pháp là bà Anne Hidalgo thông báo về ý định thúc đẩy một dự án cấm xe hơi lưu thông để tạo ra một khu vực với những công viên nối tiếp nhau ở giữa Tháp Eiffel và lối đi bộ Trocadéro, vốn là một trong những cảnh quan nổi tiếng nhất ở Kinh đô ánh sáng. Thị trưởng Hidalgo muốn nhân dịp Thế vận hội Olympic mùa hè 2024 để bà bắt đầu dự án ngay khi sự kiện thể thao này kết thúc. Dự án trên phù hợp với những nỗ lực của thị trường của Pháp để nhằm hạn chế xe hơi lưu thông ở trong thủ đô Paris và tạo ra một thành phố Paris xanh hơn. Bà Hidalgo khởi động dự án trên vào năm 2019, nhưng đã vấp phải sự phản đối của cảnh sát trưởng của thành phố, lúc đó là ông Didier Lamont, và chính quyền của ba quận bởi vì lo ngại là tình trạng gián đoạn giao thông. Những người ủng hộ dự án ca ngợi nỗ lực của bà Hidalgo để nhằm giảm ô nhiễm môi trường và tăng diện tích xanh ở thành phố đông dân cư sau nhiều lần chứng kiến các đợt nắng nóng gay gắt vào mùa hè ngày càng thường xuyên hơn. Trong nhiệm kỳ đầu tiên nắm quyền, bà Hidalgo đã giành được thắng lợi lớn nhất ở trong quá trình đô thị hóa, với một lối đi riêng cho người đi bộ ở trên bờ kè bên hữu ngạn của sông Sen. Tuy nhiên, dự án Trocadéro đã bị tòa án hành chính từ chối vào năm 2022 và năm vừa rồi. Bà Hidalgo đã đưa ra một kế hoạch sửa đổi, hy vọng là sự kiện Olympic sẽ mang lại cơ hội mới. Tháp Eiffel là một trong những di tích nổi tiếng nhất thế giới, với 6.3 triệu khách du lịch ghé thăm trong năm ngoái. Dự kiến sẽ có khoảng 15 triệu du khách tham dự Thế vận hội Olympic và Paralympic vào tháng 7, tháng 8 và tháng 9 của năm nay. Thành phố Copenhagen của Đan Mạch đứng đầu danh sách các địa điểm du lịch thân thiện với môi trường. Copenhagen là một trong những thành phố lâu đời nhất tại châu Âu và được coi là một trong những nơi sạch sẽ nhất. Nhật báo The Telegraph cho hay có hơn 2/3 số khách sạn tại Copenhagen có chứng chỉ thân thiện với môi trường. Thành phố này cũng có những chiếc máy đổi tiền để lấy những chiếc chai nhựa rỗng sau khi người ta uống nước xong, hoặc là những lon Coca-Cola, hoặc là những chiếc ly nhựa. Copenhagen cũng là nơi có hơn 200 dặm đường dành cho xe đạp và một số tuyến xe lửa. Phi trường tại thành phố này là một trong những phi trường bận rộn nhất ở các nước Bắc Âu. Trang TripAdvisor của Hoa Kỳ chuyên về các đánh giá địa điểm đến du lịch và các nhà hàng trên thế giới, hợp tác với tổ chức Global Destination Sustainability Movement, đánh giá rằng 100 địa điểm đến có xếp hạng 4 sao trở lên trong 12 tháng từ tháng 10 năm 2022 đến tháng 9 năm ngoái có thành phố Copenhagen. TripAdvisor cũng sử dụng các đánh giá của du khách có chứa các cụm từ đề cập đến tính bền vững như là thân thiện với môi trường, du lịch sinh thái và giảm thiểu rác thải để xếp hạng các thành phố bền vững nhất trên thế giới. Tuy nhiên, không có thành phố nào của Hoa Kỳ lọt vào danh sách 10 địa điểm hấp dẫn nhất của TripAdvisor, trong khi Montreal của Canada là địa điểm duy nhất ở Bắc Mỹ được xếp hạng mà thôi. Cũng theo tạp chí nói trên, thì thành phố Copenhagen của Đan Mạch xếp vị trí đầu tiên về tính bền vững. Đan Mạch đã cam kết đạt được mục tiêu trung hòa khí thải carbon vào năm 2025. Anh Quốc lo ngại về quy định xuất nhập cảnh mới của Liên Âu. Thị trưởng thành phố London của Anh là ông Sadiq Khan cảnh báo, hành khách đi tàu Eurostar từ Anh Quốc đến Âu Châu có thể sẽ phải đối mặt với tình trạng ùn tắc và hỗn loạn ở tại các nhà ga sau khi Liên minh Âu Châu cho khai triển hệ thống xuất nhập cảnh tự động. Tất cả hành khách nhập cảnh vào khối Liên Âu, kể cả là hành khách được miễn thị thực, sẽ phải làm thủ tục qua hệ thống xuất nhập cảnh tự động của Liên Âu.
Hệ thống sẽ ghi lại thông tin cá nhân và dữ liệu sinh trắc học của công dân ngoài khối, cũng như là ngày nhập cảnh và xuất cảnh, và đồng thời theo dõi các trường hợp lưu trú quá hạn. Lino có kế hoạch thực hiện hệ thống này kể từ tháng 10 tới đây, sau một thời gian dài trì hoãn. Eurostar có thể sẽ phải cắt giảm chuyến từ London đến Lino, và hành khách có thể sẽ phải xếp hàng dài ngoài thời gian cao điểm. Ông Sadiq Khan cho rằng tình trạng này xảy ra là do tác động của việc Anh Quốc rời khỏi khối Liên Âu, còn được gọi là Brexit. Anh Quốc đã chính thức rời Liên Âu vào đầu năm 2020 sau cuộc trưng cầu dân ý vào năm 2016. Sau Brexit, công dân Anh mất quyền tự do đi lại ở trong khối này. Gần 19 triệu người đã sử dụng dịch vụ đường sắt Eurostar kết nối Anh Quốc với nước Bỉ, Pháp, Đức và Hà Lan vào năm ngoái, khi số lượng khách du lịch quay trở lại trước mức thời đại dịch COVID-19. Tin đến từ London cho hay, lần đầu tiên vua Charles III của Anh Quốc lên tiếng sau khi ông được chẩn đoán mắc bệnh ung thư. Đây là lần đầu tiên vua Charles III lên tiếng kể từ ngày 5 tháng 2, là thời điểm mà Điện Buckingham thông báo ông được chẩn đoán mắc bệnh ung thư khi được đưa vào bệnh viện để điều trị căn bệnh phì đại tuyến tiền liệt. Vua Charles III đã gửi lời cảm ơn chân thành tới những người đã cầu nguyện cho ông trong bài phát biểu đầu tiên kể từ khi ông bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư. Ông viết trong thông điệp được Hoàng gia Anh Quốc công bố vào tối 10 tháng 2 như sau: "Tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới những thông điệp ủng hộ và những lời chúc tốt đẹp mà tôi nhận được trong những ngày gần đây. Những ai bị ảnh hưởng bởi ung thư đều biết rằng các suy nghĩ tử tế như vậy chính là nguồn động viên và an ủi lớn nhất cho người bệnh." Trước đó, cơ quan y tế tại Anh Quốc cho biết như sau, số lượt tìm kiếm trực tuyến, tức là Internet, về bệnh ung thư đã tăng mạnh kể từ khi vua Charles III được chẩn đoán mắc căn bệnh này. Hoàng gia Anh Quốc cho biết thêm, vua Charles III sẽ ngừng xuất hiện trước công chúng để tập trung vào việc điều trị bệnh. Thái tử William, người thừa kế ngai vàng, sẽ đảm nhiệm hầu hết các nhiệm vụ của vua Charles III cùng với hoàng hậu Camilla và công chúa Anne. Mặc dù vậy, vua Charles III vẫn có thể thực hiện một số công việc từ xa và sẽ điện đàm hàng tuần với Thủ tướng Rishi Sunak. Thủ tướng của Canada không vui khi có đến hàng ngàn nhân sự của báo chí bị sa thải. Thủ tướng Canada là ông Justin Trudeau đã chỉ trích mạnh mẽ về việc Bell Canada Enterprises Inc. đã sa thải nhân sự với quy mô lớn. Truyền thông BBC News tường thuật lời của ông Justin Trudeau trong một cuộc họp báo tại thành phố Toronto mới đây cho biết, tôi rất tức giận với những gì vừa xảy ra. Trước đó, Bell Media là tập đoàn truyền thông trực thuộc về BEC Inc. đã ra thông báo là sẽ chấm dứt nhiều bản tin thời sự và giảm đi số lượng các chương trình truyền hình khác sau khi công ty mẹ của BCE quyết định cắt giảm nhân sự và bán 45 trên 103 đài phát thanh ở trong khu vực trên toàn Canada. Với 4.800 vị trí việc làm bị cắt giảm, đây là đợt sa thải nhân sự lớn nhất trong vòng 30 năm hoạt động của Bell Media. Giám đốc điều hành của Bell Media, Mirko Bibic cho biết, năm ngoái, doanh thu quảng cáo của tập đoàn này đã giảm 140 triệu Mỹ Kim so với một năm trước đó. Hàng năm, bộ phận tin tức của tập đoàn cũng lỗ đến hơn 40 triệu Mỹ Kim. Thủ tướng Trudeau cho rằng đây là một bước thụt lùi đáng kể của nền báo chí và thời điểm mà người dân cần tiếng nói của báo chí hơn bao giờ hết trước những thông tin sai lệch và xuyên tạc. Ông Christopher Waddell, giáo sư danh dự ở tại trường báo chí và truyền thông thuộc về Đại học Carleton của Canada cho biết, những quyết định của Bell Media có thể dẫn đến một vòng luẩn quẩn hoặc là một vòng xoáy tử thần. Bởi vì càng ít quảng cáo thì các hãng tin càng sa thải nhiều người, và càng thiếu nhân sự thì các tập đoàn truyền thông không thể sản xuất được những bản tin và những chương trình chất lượng, dẫn đến việc khán giả quay lưng và doanh thu quảng cáo sụt giảm. Thưa quý vị, sau đây là phần tin Hoa Kỳ. Ông Donald Trump lại hứng chịu sự chỉ trích từ Tòa Bạch Ốc vì đe dọa là sẽ không bảo vệ cho đồng minh NATO. Trong cuộc vận động tranh cử tại tiểu bang South Carolina hôm 10 tháng 2, cựu Tổng thống Donald Trump tiết lộ nội dung cuộc gặp gỡ với một nhân vật mà ông cho là lãnh đạo của một quốc gia lớn tại hội nghị của khối NATO khi ông còn tại chức. Ông Trump cho biết câu trả lời khi được hỏi rằng Hoa Kỳ có bảo vệ cho quốc gia đó nếu họ không đóng góp đủ ngân sách cho liên minh và bị Nga tấn công hay không. Thì ông nói như sau, tôi sẽ không bảo vệ cho quý vị. Trên thực tế, tôi sẽ khuyến khích Nga làm bất cứ điều gì mà họ muốn. Bình luận viên David Cohn của đài MSNBC nhận định, thông điệp của ông Donald Trump giống như đang khuyến khích nước Nga tấn công các đồng minh NATO.
Alisa Farah Griffin, là một nhà phân tích có khuynh hướng bảo thủ, cho rằng đây là điều mà Tổng thống Nga Vladimir Putin rất muốn nghe. Phát biểu nói trên ngay lập tức vấp phải sự chỉ trích mạnh mẽ từ Tòa Bạch Ốc. Andrew Bates, là phát ngôn viên của Tòa Bạch Ốc, tuyên bố như sau: "Việc khuyến khích một quốc gia khác tấn công các đồng minh thân cận nhất của chúng ta là hành động kinh khủng và điên rồ, gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia và nền kinh tế của Hoa Kỳ cũng như sự ổn định của toàn thế giới." Điều 5 của Hiệp ước NATO quy định, bất cứ cuộc tấn công nào nhắm vào một thành viên của khối cũng được coi là đòn tấn công nhắm vào cả Liên minh NATO, và Liên minh NATO sẽ phối hợp đáp trả. Người phụ nữ Texas đe dọa thẩm phán giám sát về vụ Mar-a-Lago bị kết án 3 năm tù. Tiffany Shea Gitch là một phụ nữ ở Houston sau khi để lại hàng loạt tin nhắn đe dọa cho thẩm phán liên bang thụ lý vụ hồ sơ mật của Donald Trump ở Florida, vừa bị kết án 37 tháng tù liên bang. Văn phòng luật sư Hoa Kỳ ở quận Hạt Nam, Florida đã công bố bản án. Sau bản án tù của cô, thẩm phán quận Hạt Hoa Kỳ là David Hittner đã ra lệnh cho Gitch cấp chấp hành 3 năm quản chế. Theo thông cáo báo chí, Hittner lưu ý rằng ông lo ngại vì sự an toàn của công chúng và cần phải bảo vệ nhân viên của cơ quan tư pháp. Cô Gitch bị bắt giữ vào tháng 9 năm 2022 sau khi giới hữu trách theo dõi số điện thoại và thẩm vấn cô ta ở tại nhà Houston. Lúc này Gitch thừa nhận cô là kẻ để lại đến những tin nhắn đe dọa để lấy mạng bà chánh án là Aileen Cannon. Các giới chức liên bang đã chứng kiến sự gia tăng đáng kể các mối đe dọa kể từ khi cuộc khám xét ở Mar-a-Lago vào năm 2022. Các mối đe dọa bạo lực xuất hiện chống lại Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland cũng như là các thẩm phán liên bang, những người đã ký vào lệnh khám xét ở Mar-a-Lago. Trong một diễn biến khác, chánh án Tanya Chutkan, người thụ lý hồ sơ truy tố ông Trump về tội đảo ngược lại kết quả bầu cử năm 2020, cũng bị một phụ nữ ở Texas tên là Abigail Jo Schrey hăm dọa lấy mạng sống và nói rằng sẽ giết hết bất kỳ ai theo đuổi ông Trump, cũng như là những lời kỳ thị chủng tộc đối với nữ chánh án này bởi vì bà là người da đen. Vâng, tiếp theo phần tin Hoa Kỳ. Ông Donald Trump tuyên bố chiến dịch trục xuất ồ ạt nếu ông đắc cử chức vụ tổng thống. Hãng thông tấn AFP mới đây đưa tin, cựu Tổng thống Donald Trump vui mừng vì dự luật nhắm vào người nhập cư tại khu vực biên giới với Mexico bị sụp đổ, trong khi ông cam kết ông sẽ tiến hành chiến dịch trục xuất ồ ạt vào ngày đầu tiên nếu ông tái đắc cử. Việc dự luật không được thông qua tại Thượng viện Hoa Kỳ hôm 7 tháng 2 vừa qua thể hiện sức ảnh hưởng của ông Trump trong đảng Cộng Hòa khi ông kiên quyết không để cho đối thủ tranh cử tiềm năng, đó là đương kim Tổng thống Joe Biden, giành được lợi thế về vấn đề nhập cư. Dưới áp lực từ ông Trump, các nhà lập pháp của đảng Cộng Hòa dường như đang muốn ngừng lại mọi cải cách biên giới cho tới sau cuộc bầu cử vào tháng 11 năm nay. Tại cuộc bỏ phiếu gần đây, với tỷ lệ phiếu là 49-50, Thượng viện không thông qua khoản ngân sách 118 tỷ Mỹ Kim nhằm siết chặt các quy định về nhập cư cũng như các khoản viện trợ cho Ukraine và Do Thái. Thỏa thuận này cần ít nhất là 60 phiếu ủng hộ để được thông qua, trong khi phe Dân Chủ chỉ chiếm tỷ lệ đa số là 51-49 về số ghế tại Thượng viện Hoa Kỳ. Ông Trump tuyên bố như sau: "Vào ngày đầu tiên, tôi sẽ chấm dứt mọi chính sách biên giới mở cửa của chính quyền của ông Joe Biden và chúng tôi sẽ bắt đầu chiến dịch trục xuất lớn nhất trong lịch sử của Hoa Kỳ. Chúng ta không có sự lựa chọn nào khác." Cựu nhân viên Hoa Kỳ lãnh án tù chung thân bởi vì tham gia vào vụ ám sát Tổng thống Haiti. Đài BBC loan tin là một giới chức đã từng làm người khai thác tin tức cho chính phủ Hoa Kỳ bị kết án tù chung thân vì vai trò của ông này trong vụ ám sát Tổng thống Haiti là ông Jovenel Moïse. Tổng thống Moïse bị bắn chết ở tư gia ở Port-au-Prince hồi năm 2021. Việc tuyên án diễn ra 2 tháng sau khi Joseph Vincent, người Mỹ gốc Haiti, 58 tuổi, nhận tội tham gia vào âm mưu ám sát vị Tổng thống. Trước khi diễn ra buổi tuyên án ở tại tòa án Miami, Vincent đã nói với thẩm phán rằng: "Xin hãy tha thứ cho tôi về những gì tôi đã làm." Vincent từng làm việc cho cơ quan thực thi công lực về ma túy Hoa Kỳ, tức là cơ quan EDA, và là bị cáo thứ tư trong số 11 bị cáo bị kết án chung thân ở trong vụ án liên bang tại Miami vì vai trò đồng phạm của Vincent trong âm mưu sát hại Tổng thống Haiti. Vincent sẽ bị giam ở tại một nhà tù ở Florida, thú nhận đã từng bàn bạc về âm mưu ám sát và đi cùng với những kẻ đồng chủ mưu tới tư gia của Tổng thống vào tháng 7 năm 2021. Vincent đóng vai trò cố vấn cho các đồng phạm về chính trị Haiti, gặp gỡ các nhà lãnh đạo chính trị và cộng đồng địa phương, cũng như kích động các cuộc biểu tình chống lại Tổng thống Moïse như là một cái cớ để lật đổ ông ta.
Người ta tin rằng trong những cuộc gặp gỡ đó, Vincent đeo huy hiệu của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ để làm cho người khác tin rằng ông ta phục vụ cho Hòa Thịnh Đốn. Nhưng cơ quan EDA cho biết Vincent không đại diện cho thực thi công lực về ma túy của Hoa Kỳ khi ông ta ra âm mưu ám sát Tổng thống Haiti. Ngày càng có nhiều thanh thiếu niên tại Hoa Kỳ lạm dụng ma túy do căng thẳng. Sức khỏe tâm thần của trẻ em tại Hoa Kỳ dần dần trở thành mối lo ngại lớn trong những năm gần đây. Các nhà lãnh đạo về sức khỏe thanh thiếu niên đã từng ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia về sức khỏe tâm thần trẻ em và thanh thiếu niên trong năm 2021. Một cuộc phân tích hồi gần đây của Quỹ Gia đình Kaiser cho thấy, cứ 5 thanh thiếu niên thì có một người có các triệu chứng về lo âu hoặc trầm cảm và nhiều người không nhận được liệu pháp điều trị mà họ cần đến. Cuộc nghiên cứu khác của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ mới đây cũng cho thấy, các dấu hiệu cải thiện về sức khỏe tâm thần của trẻ em và thanh thiếu niên với số trường hợp phải được đưa tới khoa cấp cứu vì lý do liên quan tới sức khỏe tâm thần đã giảm đi. Nhưng đây vẫn được coi là một trắc trở về sức khỏe cộng đồng nghiêm trọng, đặc biệt là ở các thiếu nữ. Việc giúp đỡ và cải thiện sức khỏe tâm thần có thể có tác động trực tiếp tới việc sử dụng chất gây nghiện ở thanh thiếu niên tại Hoa Kỳ. Những thanh thiếu niên được đánh giá nhằm điều trị chứng rối loạn sử dụng chất gây nghiện được yêu cầu làm rõ động lực sử dụng ma túy và rượu. Có khoảng 9.500 câu trả lời được thu thập từ năm 2014 tới năm 2022. Lý do phổ biến nhất mà thanh thiếu niên cho biết rằng họ tìm đến ma túy và rượu là để cảm thấy khuây khỏa, nhẹ nhõm hơn hoặc là làm cho tinh thần thư thái hơn, với gần 3/4 số trường hợp đều là các nguyên nhân này. Nhiều lý do hàng đầu khác còn liên quan tới các phương pháp đối phó với căng thẳng. Trong đó, 44% cho biết rằng họ sử dụng chất kích thích để không cảm thấy lo lắng về một vấn đề nào đó hoặc là để quên đi những ký ức đau buồn. 40% cho biết rằng họ sử dụng chất kích thích để giảm trầm cảm hoặc âu lo. Phi cơ rớt xuống xa lộ Florida khiến cho 2 hành khách thiệt mạng. Một phi cơ nhỏ đã rớt xuống xa lộ phía nam của Florida mới đây, làm cho 2 hành khách bị thiệt mạng. CBS News dẫn lời của ông Robin King, là phát ngôn viên của phi trường Naples, cho hay 3 người trên phi cơ thoát được ra ngoài. Cơ quan hàng không liên bang, tức là FAA, xác nhận chiếc Bombardier Challenger 600 chở 5 người đã rớt xuống xa lộ I-75 gần thành phố Naples khoảng chừng 3 giờ 15 phút chiều vào cuối tuần qua. Video do nhân chứng quay được cho thấy phi cơ bị bốc cháy ở trên đường và khói đen bốc lên cuồn cuộn. Theo trang mạng theo dõi chuyến bay là FlyAware, chiếc phi cơ này là của công ty HopeAJet Worldwide Charter ở Fort Lauderdale. Phi cơ cất cánh từ phi trường Đại học Ohio State University ở Columbus của Ohio khoảng chừng 1 giờ trưa và theo lịch trình thì sẽ đáp xuống Naples khoảng chừng 3 giờ 10 phút chiều ngày thứ Bảy. Sau đó thì phi cơ sẽ bay tới Fort Lauderdale. Cơ quan liên bang FAA và Hội đồng An toàn Giao thông Vận tải Quốc gia sẽ điều tra vụ việc này. Thưa quý vị, sau đây là phần tin Á Châu. Nhật báo South China Morning Post đưa tin, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Cộng là ông Uông Văn Bân mới đây đã nhắc lại lập trường của Trung Cộng, cho rằng vùng lãnh thổ Đài Loan là trung tâm lợi ích cốt lõi của Trung Cộng và là đại diện cho lằn ranh đỏ, là điểm mấu chốt không thể vượt qua. Theo tờ báo này, những lời phát biểu nói trên bắt nguồn từ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Philippines là ông Gilberto Teodoro ra lệnh gia tăng số lượng quân nhân và gia tăng việc xây dựng tại khu vực tỉnh Batani, là tỉnh cực bắc của Philippines, cách Đài Loan chưa đầy 200 cây số. Lệnh gia tăng sự hiện diện quân sự của Philippines trên quần đảo Batani của ông Teodoro trùng với khoảng thời gian ông đến thăm vùng đảo xa xôi này để kiểm tra các căn cứ hải quân. Ông Teodoro nhận định rằng quần đảo Batani là mũi nhọn của Philippines tại đường cơ sở phía Bắc. Còn ông Uông Văn Bân nhấn mạnh, phía Philippines hãy nên hành động thận trọng và kiềm chế, đừng đùa với lửa trước vấn đề Đài Loan để tránh bị người khác lợi dụng, gây bất lợi cho chính họ. Phát ngôn viên Uông Văn Bân cũng nói thêm rằng Trung Cộng và Philippines có lịch sử hữu nghị lâu dài, đồng thời cho biết rằng các quốc gia láng giềng tốt hãy nên đối xử với nhau bằng sự tôn trọng lẫn nhau trong các vấn đề như là chủ quyền quốc gia và sự toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau. Trung Cộng tuyên bố Đài Loan là một phần lãnh thổ của Trung Cộng. Cũng theo South China Morning Post, có tin cho rằng quân đội Hoa Kỳ đang thảo luận với Philippines để phát triển một hải cảng dân sự trên quần đảo Batani.
hơn 100 trang tin giả do Trung Quốc điều hành, đẩy mạnh tuyên truyền ở ngay 30 quốc gia. Các trang mạng của Trung Quốc đang giả dạng làm các hãng tin tức địa phương để tuyên truyền nội dung ủng hộ cho Bắc Kinh. Theo báo cáo của Citizen Lab, chuyên nghiên cứu an ninh mạng ở tại Đại học Toronto đã được Newsweek trích dẫn. Phân tích của Citizen Lab được đưa ra giữa lúc người ta ngày càng để mắt tới việc Trung Quốc ngày càng sử dụng những phương tiện truyền thông nhà nước chính thức và các kênh không chính thức để truyền bá thông điệp của Bắc Kinh trên toàn cầu. Trong những tháng gần đây, những công ty truyền thông xã hội khổng lồ như là Facebook đã đóng cửa một mạng lưới những tài khoản điều hành các chiến dịch gây ảnh hưởng hoạt động ở bên ngoài Trung Quốc. Citizen Lab gọi chiến dịch này là Paywall, thu hút sự chú ý đến mạng lưới gồm có 123 trang mạng được điều hành từ Trung Quốc, đóng vai trò là các cơ quan báo chí địa phương ở 30 quốc gia trên khắp châu Á, châu Âu và châu Mỹ Latin. Chiến dịch này do công ty trách nhiệm hữu hạn truyền thông mang tên là Haimai Yunxiang Thẩm Quyến, còn được gọi là Haimai, một công ty quan hệ công ở Trung Quốc thực hiện. Theo Newsweek, vào tháng 11 năm ngoái, cơ quan gián điệp của Nam Hàn, cơ quan tình báo quốc gia, đã xác định được 38 trang mạng tin tức giả mạo bằng tiếng Nam Hàn bị nghi ngờ là có quan hệ với Haimai và Haisun, là hai công ty quan hệ công cộng có trụ sở tại Trung Quốc. Hiện nay, Tòa đại sứ Trung Quốc ở tại Hoa Thịnh Đốn vẫn chưa phản hồi về việc này. Pakistan kêu gọi sự đoàn kết sau khi hai cựu thủ tướng đều tuyên bố thắng cử. Với hầu hết các kết quả bầu cử vừa được công bố, các ứng cử viên thuộc phe cựu thủ tướng Imran Khan, người đang phải ngồi tù, phe này đã giành được nhiều ghế nhất tại Quốc hội Pakistan. Tuy nhiên, ông Nawaz Sharif là vị cựu thủ tướng khác được coi như có sự ủng hộ của quân đội, đã thúc giục ông Imran Khan phải tham gia vào liên minh của ông để thành lập một tân chính phủ. Các giới chức trong chính quyền Pakistan cũng bác bỏ những lời chỉ trích của phương Tây về phương cách mà cuộc bầu cử diễn ra. Vì kết quả bầu cử cuối cùng chưa được công bố, cho nên tướng Asim Munir đã lên tiếng kêu gọi mọi người phải chứng tỏ sự trưởng thành trong chính trị và biết đoàn kết. Và ông cho rằng lề lối chính trị chia rẽ và phân cực không phù hợp với một xã hội tiến bộ với dân số lên tới 250 triệu người như tại Pakistan. Cả hai ứng cử viên Imran Khan và Sharif đều tuyên bố là họ chiến thắng. Cựu thủ tướng Imran Khan đã cho công bố một băng video do AI giúp thực hiện. Theo đó, ông bác bỏ lời của đối thủ, tự nhận là kẻ chiến thắng và ông kêu gọi những người ủng hộ ông hãy ăn mừng kết quả thắng lợi này. Ông Imran Khan đã bị chính phủ quân nhân bỏ tù về tội tiết lộ bí mật quốc gia, tham nhũng và kết hôn bất hợp pháp, trong khi đảng phong trào công lý Pakistan của ông thì bị cấm không được phép tham gia bầu cử. Có khoảng 100 ứng cử viên tại quốc hội thắng cử đều thuộc khuynh hướng độc lập và ngoại trừ 8 người trong số đó ra thì các ứng cử viên còn lại đều được phong trào công lý Pakistan ủng hộ. Miến Điện buộc cả nam lẫn nữ từ 18 tuổi phải đi nghĩa vụ quân sự. Chính quyền quân sự của Miến Điện vừa cho công bố áp dụng với quy định nghĩa vụ quân sự đối với mọi thanh niên, nam và nữ từ 18 tuổi với thời hạn phục vụ ít nhất là 2 năm. Trong bối cảnh là chính quyền đang phải lo đối phó với các nhóm vũ trang đòi tự trị nhiều hơn ở tại nhiều khu vực. Theo Reuters, mọi nam giới từ 18 đến 35 tuổi và nữ giới từ 18 đến 27 tuổi phải đi nghĩa vụ quân sự 2 năm. Trong khi các chuyên gia như là bác sĩ đến 45 tuổi phải phục vụ 3 năm. Thời hạn có thể tăng lên đến 5 năm trong tình trạng khẩn cấp hiện tại. Miến Điện đã xảy ra nhiều bất ổn kể từ khi quân đội tiến hành chính biến và lật đổ chính quyền dân sự vào năm 2021. Kể từ tháng 10 năm 2023, quân đội của Miến Điện phải chịu tổn thất về nhân số, trong khi đối phó với cuộc tấn công có phối hợp của Liên minh, gồm có 3 nhóm thiểu số nổi dậy cũng như là các tay súng ủng hộ chính quyền dân sự cũ. Đây được cho như là thách thức lớn nhất mà quân đội Miến Điện phải đối diện kể từ khi nắm quyền lần đầu từ thuộc địa cũ của Anh Quốc vào năm 1962. Giới phân tích cho rằng quân đội Miến Điện đang phải chật vật để tuyển dụng binh sĩ và đã đưa các binh sĩ không chiến đấu ra tiền tuyến. Theo phát ngôn viên là Zaw Min Thun của chính phủ Miến Điện, nghĩa vụ bảo vệ đất nước không chỉ dành cho những người đi lính mà còn đối với tất cả mọi công dân. Một luật về nghĩa vụ quân sự được ban hành vào năm 2010, nhưng cho đến nay vẫn chưa được thi hành. Luật quy định những người không tuân thủ sẽ phải đối mặt với án tù lên đến 5 năm. Vâng, tiếp theo phần tin Á Châu. Theo hãng thông tấn AFP, mỗi khi các đại gia đình tụ tập nhân dịp nghỉ lễ lớn nhất tại Trung Quốc, đó là dịp lễ Nguyên Đán, cũng là lúc diễn ra những câu hỏi rất khó đỡ của các bậc phụ huynh và họ hàng khi họ hỏi những người trẻ tuổi. Các câu hỏi quan tâm có phần quá nhiệt tình, đi vào những vấn đề riêng tư, khiến cho những người trẻ tuổi bị rơi vào thế khó đỡ.
Hiểu được điều đó, một trò chơi mới sử dụng kỹ thuật thông minh nhân tạo chatbot AI đã ra đời với tên gọi là Đoàn tụ năm mới. Trong đó, trò chơi này đưa ra hàng loạt các câu hỏi hóc búa mà giới trẻ có thể gặp phải như: các bạn có người yêu chưa? Khi nào thì kết hôn? Năm ngoái bạn kiếm được bao nhiêu tiền? Trò chơi này do một nhóm sinh viên phát triển và ra mắt vào cuối tháng 1 vừa qua. Trò chơi này bất ngờ thu hút được hơn 3 triệu người sử dụng trong vòng một tuần lễ, trước khi trò chơi này và máy chủ bị sập vì số lượng người vào xem quá đông. Trò chơi này có dàn nhân vật gồm 10 người thân với các mức độ không đồng tình, tò mò hoặc quan tâm khác nhau. Người chơi có thể bị lên án là ích kỷ, bất hiếu hoặc bị buộc tội làm cho gia đình thất vọng nếu công việc hoặc là hoàn cảnh hôn nhân của họ không làm hài lòng những người kiểm tra chéo nhau hoặc là nếu họ trả lời một cách thô lỗ. Những người đưa ra trò chơi này hy vọng là trò chơi sẽ mang lại sự quan tâm nhân văn nào đó cho những người trẻ tuổi trong dịp Tết Nguyên Đán và giúp họ hiểu được tình yêu và sự quan tâm của người thân. Một số người sử dụng đang ngạc nhiên về những trải nghiệm với trò chơi này. Một người chia sẻ trên trang CL Hoàng Su giống như Instagram cho như biết như sau: sau 8 vòng hỏi đáp với AI thì người này đã phải toát mồ hôi hột vì lo lắng. Những người khác lại thấy cảm động trước những người thân bằng kỹ thuật thông minh nhân tạo AI. Ứng viên Tổng thống Indonesia cưỡi xe bò để gặp người dân trước ngày bỏ phiếu. Theo Reuters, các ứng cử viên sẽ bước vào giai đoạn đóng băng từ ngày 11 đến ngày 14 tháng 2. Có 3 ứng cử viên đang tranh cử để kế nhiệm Tổng thống Joko Widodo, gồm có 2 cựu thống đốc Ganjar Pranowo và Anies Baswedan và cựu chỉ huy lực lượng đặc biệt Prabowo Subianto. Hơn 20.000 chức vụ lập pháp và hành chính cũng sẽ được tranh cử bởi 259.000 ứng cử viên. Những người ủng hộ cuộc vận động cuối cùng của ông Anies ở thủ đô đã lấp đầy một sân vận động có sức chứa là 82.000 người, hô vang những lời cầu nguyện Hồi giáo. Một số ở lại qua đêm để bảo đảm có chỗ để gặp cựu thống đốc của Jakarta. Cùng thời điểm, hàng ngàn người ủng hộ cho ông Prabowo trong trang phục màu xanh nhạt đặc trưng của ông ta cũng tập trung ở tại một sân vận động khác ở Jakarta. Còn ở tại thành phố Solo, ông Ganjar leo lên một chiếc xe chở đầy nông sản do bò kéo, thể hiện mình là người của nhân dân. Ông vẫy chào hàng ngàn người ủng hộ bất chấp mưa gió. Tổng thống đương nhiệm là ông Joko Widodo đã phải đối mặt với làn sóng cáo buộc là ông cố gắng can thiệp vào kết quả bầu cử bằng cách xuất hiện trước công chúng với ứng cử viên đang dẫn đầu là Prabowo. Khảo sát của Indicator Politics Indonesia cho thấy ông Prabowo nhận được 51.8% sự ủng hộ, vừa xa ông Anies với 24.1% và ông Ganjar ở mức là 19.6%. Khoảng 4.5% còn lại cho biết chưa quyết định. Nếu như không có ứng cử viên nào giành được đa số phiếu, thì cuộc bầu cử vòng 2 giữa hai ứng cử viên dẫn đầu sẽ được tổ chức vào tháng 6. Một câu hỏi đặt ra đó là, vì sao càng ngày càng có nhiều phụ nữ tại Nhật Bản tự tặng chocolate cho mình nhân dịp lễ tình yêu Valentine? Hãng tin Kyodo của Nhật Bản trích dẫn một cuộc khảo sát mới đây công bố cho thấy, số phụ nữ dự tính mua chocolate để tặng cho bản thân mình nhân dịp lễ tình yêu Valentine tại Nhật Bản cao hơn gấp 3 lần so với các phụ nữ dự tính tặng cho người yêu. Trong số những người tham gia cuộc khảo sát này, có 21.7% số phụ nữ cho biết rằng họ dự tính là sẽ mua chocolate để tặng cho bản thân mình, tức là tăng 8.5% so với năm ngoái và phản ánh xu hướng gia tăng các phụ nữ tự mang lại điều ngọt ngào cho chính bản thân mình. Đó là theo cuộc khảo sát của công ty tiếp thị Intech của Nhật Bản cho hay. Tại nước Nhật, nhiều phụ nữ có thói quen tặng một hộp chocolate cho người đàn ông của đời họ, có thể là chồng, là bạn trai, là bố hay là đồng nghiệp của mình nhân dịp lễ Valentine. Phụ nữ còn chi ra nhiều tiền hơn cho chocolate, mặc dù giá cả gia tăng, ảnh hưởng tới nhiều hàng hóa và buộc họ phải thắt chặt hầu bao, với mức chi ra trung bình tăng 34%, lên tới 33.6 Mỹ Kim. Số tiền để mua chocolate cho người yêu và chocolate cho bản thân họ cũng tăng lên so với năm trước. Nhóm đông nhất với 44.7% cho biết rằng họ sẽ mua chocolate cho gia đình họ. Theo cuộc khảo sát trực tuyến thu hút 1.257 người phản hồi từ phụ nữ thuộc nhóm 15 cho tới 79 tuổi,
Trong khi đó, phần lớn các phụ nữ đi làm không muốn tuân theo truyền thống, đó là tặng chocolate bắt buộc cho đồng nghiệp nam, với 82% trong số 370 người được hỏi nói rằng họ không muốn tặng chocolate cho những người là nam giới tại các công ty mà họ làm cùng với nhau. Và sau đây là những phần tin liên quan đến Việt Nam, thưa quý vị. Người Sài Gòn tấp nập đi lễ chùa nơi mà Tổng thống Obama đã từng ghé thăm. Mùng 1 đầu năm Giáp Thìn, đông đảo người dân Sài Gòn vào chùa Ngọc Hoàng trên đường Mai Thị Lựu để dâng lễ mong làm ăn suôn sẻ bình an. Chùa Ngọc Hoàng vốn là điện thờ Ngọc Hoàng Thượng Đế do người Hoa xây dựng từ đầu thế kỷ thứ 20, nơi mà Tổng thống Obama đã từng viếng thăm trong chuyến ông đến Việt Nam vào năm 2016. Theo mô tả của báo VN Express, ở trong sân chùa, nhiều người dân cúng bái, bên trong chánh điện đông đúc người làm lễ. Càng về trưa, chùa Ngọc Hoàng thêm đông khách tới thăm viếng. Lực lượng dân phòng, công an đã phải túc trực để điều tiết giao thông. Hầu hết người dân đều dùng đèn cầy để cầu nguyện, họ không dùng nhang để tránh bị khói ngạt. Bảo vệ túc trực ở bốn góc nhắc nhở khách hành hương hãy xếp hàng, không đi ngược chiều và làm lễ quá lâu. Ngoài việc cúng bái thì khách lễ chùa đều dâng lễ cho Ngọc Hoàng, trong đó rót dầu là nghi thức quan trọng nhất. Những chai dầu ăn được rót vào đền thờ trước chánh điện và luôn có những người đứng để rót vào ngọn đèn cúng. Theo ông Quách Minh, việc châm dầu ăn mang ý nghĩa cho mọi điều trong cuộc sống luôn suôn sẻ và trơn tru. Người cúng sẽ nói tên và điều mình mong cầu trong lúc họ rót dầu. Tỉnh Nghệ An được xếp hạng thứ 3 về số lượng xe hơi được mua nhiều nhất Việt Nam, mặc dù đây là một tỉnh nghèo. Theo số liệu từ cơ quan đăng kiểm của Việt Nam, trong nhóm 10 địa phương mua xe hơi nhiều nhất năm 2023, thì Hà Nội dẫn đầu với 46.330 chiếc. Đứng thứ nhì là Sài Gòn với hơn 39.100 chiếc. Đứng hàng thứ ba là Nghệ An với hơn 10.300 chiếc xe mới. Đây là năm đầu tiên Nghệ An lọt vào top 3 tỉnh thành dẫn đầu về việc người dân mua xe hơi mới. Theo thống kê mới đây của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Nghệ An, chỉ trong tháng 1 vừa qua, toàn tỉnh Nghệ An có thêm hơn 1.900 chiếc xe hơi mới. Trong khi đó, Nghệ An đang được xếp vào danh sách tỉnh nghèo và chưa cân bằng được thu chi ngân sách. Giải thích về nguyên nhân người dân tại Nghệ An mua nhiều xe hơi, theo các chuyên gia thì những năm trở lại đây, kinh tế phát triển năng động, đa dạng, người dân có nhiều cơ hội phát triển kinh tế, lợi tức thì tăng lên từ nhiều nguồn như là bất động sản, xuất cảng lao động, sản xuất v.v. Mặt khác thì lợi tức của người dân ngày càng tăng thêm. Trong khi đó, giá xe hơi ngày càng giảm đi và những người có lợi tức cao có thể có khả năng mua được xe hơi. Tại huyện Yên Thành, Phó Chủ tịch của huyện này cho hay, số lượng người dân tại huyện này đi xuất cảng lao động ngày càng nhiều và hiện nay có tới xấp xỉ 20.000 người đang làm việc ở các quốc gia châu Âu cũng như châu Á. Việt Nam mới đây đã tổ chức lễ duyệt binh với sự tham gia của quân đội và người dân ở đảo Trường Sa thuộc về quần đảo Trường Sa. Báo chí nhà nước loan tin cho biết là lễ duyệt binh là để biểu dương lực lượng và thể hiện quyết tâm giữ gìn lãnh thổ. Quần đảo Trường Sa là nơi đang có tranh chấp về chủ quyền giữa Việt Nam và một số nước ở trong khu vực bao gồm có cả Trung Quốc, Philippines, Mã Lai, Brunei và Đài Loan. Việt Nam hiện nay nắm giữ 27 đảo nhỏ ở quần đảo này. Đây cũng là nơi mà Trung Quốc sử dụng vũ lực để chiếm đá Gạc Ma của Việt Nam vào năm 88. Thông tin ở trên các trang báo của Việt Nam không cho biết cụ thể là có bao nhiêu người sẽ tham gia vào cuộc duyệt binh vào đầu năm mới. Nhưng những hình ảnh được loan tải rộng rãi cho thấy tham gia duyệt binh gồm các lực lượng quân đội đóng quân ở trên đảo Trường Sa, giới chức khối dân chính đảng và người dân ở trên đảo. Đảo Trường Sa, thủ phủ do Việt Nam thiết lập ở trên quần đảo Trường Sa, cách đất liền gần 500 cây số. Đảo có điều kiện vật chất tốt nhất trong số các đảo mà Việt Nam đang kiểm soát ở quần đảo, có sân bay, cầu cảng có thể đón được tàu lớn. Ngành du lịch tại Hà Nội tiếp đón được 187.000 du khách trong 3 ngày Tết Nguyên Đán. Theo báo cáo mới nhất của Sở Du lịch Hà Nội, trong 3 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, tính từ ngày 8 tháng 2 cho đến hết ngày 10 tháng 2, ngành du lịch Hà Nội đã tiếp đón được 187.000 du khách. Số lượng khách quốc tế đến Hà Nội ước tính đạt được 39.000 người và các thị trường du khách đến phần lớn là Nam Hàn, Trung Quốc, Đài Loan, Hoa Kỳ, Ấn Độ, Pháp, Anh, Đức và Nhật Bản. Các hoạt động du lịch trong 3 ngày Tết đã thu về số tiền vào khoảng là 29 triệu 600 ngàn Mỹ Kim. Nhiều hoạt động tái hiện, giới thiệu về Tết cổ truyền của vùng quê đồng bằng Bắc Bộ được tổ chức như là cuộc triển lãm tranh vẽ con rồng, rồi chương trình Tết phố năm 2024, hoạt động chủ đề Hương xuân Tây Bắc
tại làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam. Đặc biệt, chương trình lễ hội ánh sáng nghệ thuật Hà Nội Rực rỡ Thăng Long với màn trình diễn ánh sáng nghệ thuật bằng hơn 2.000 máy bay không người lái được tổ chức tại khu vực Hồ Tây đã trở thành điểm đến mới thu hút người dân và du khách trong đêm giao thừa. Cùng với đó thì các chương trình biểu diễn nghệ thuật như là âm nhạc truyền thống cũng được tổ chức tại các phường trong khu phố cổ Hà Nội, kéo dài từ ngày mùng 2 Tết cho tới ngày mùng 5 Tết. Quảng Ngãi, nổ pháo tự chế khiến cho một người tử vong và hai người bị thương. Công an của xã Đức Phổ của tỉnh Quảng Ngãi cho biết, vừa xảy ra một vụ nổ do sử dụng pháo tự chế khiến cho một người tử vong và hai người khác bị thương. Trước đó, người dân đã nghe một tiếng nổ lớn phát ra từ gia đình của một người ở thị xã Đức Phổ. Ở tại hiện trường, người dân phát hiện ra anh Phạm Văn Ân, chị Mai Thị Lời là vợ của anh và cháu Phạm Ngọc Lĩnh là con của anh bị thương, cho nên đã báo với lực lượng hữu trách và gọi xe cứu thương đưa người bị thương đi cấp cứu. Khoảng 30 phút sau, anh Ân đã tử vong ở trên đường đi cấp cứu do những vết thương quá nặng. Còn người vợ và người con được điều trị ở bệnh viện. Theo điều tra ban đầu của cơ quan công an, nguyên nhân của vụ nổ đó là gia đình anh này đang làm quả nổ tự chế. Giới hữu trách ghi nhận, chất bột bị nghi là thuốc nổ vẫn còn sót ở lại hiện trường. Vụ việc hiện nay đang được điều tra làm rõ. Một vị bộ trưởng của Cộng sản Việt Nam nổ rằng Việt Nam sẽ là trung tâm công nghiệp văn hóa của Đông Nam Á. Trong cuộc phỏng vấn của nhật báo VN Express trong nước vào ngày 11 tháng 2, tức mùng 2 Tết Giáp Thìn 2024, ông Nguyễn Văn Hùng mạnh miệng tuyên bố như sau, Việt Nam sẽ là trung tâm công nghiệp văn hóa của Đông Nam Á. Ông Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng của Việt Nam dẫn chứng là các thành phố như là Hà Nội, Đà Lạt, Hội An đã gia nhập mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO, cho nên Việt Nam có cơ sở trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa, thu hút và hội tụ sáng tạo tại Đông Nam Á. Bên cạnh đó, Việt Nam đã 4 lần được vinh danh là điểm đến di sản hàng đầu thế giới và đây là nguồn tài nguyên vô tận của quốc gia. Tuy vậy, khi được phóng viên hỏi làm cách nào để cho Việt Nam có thể đạt được mục tiêu nói trên, thì ông Nguyễn Văn Hùng viện dẫn một nghị quyết của Đảng Cộng sản Việt Nam về việc xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà, bản sắc dân tộc. Ngoài ra, ông này hứa hẹn là sẽ nghiên cứu hoàn thiện khuôn khổ pháp lý để khơi thông cho các ngành công nghiệp văn hóa với chính sách ưu đãi về vốn, khuyến khích sáng tạo và cho nhất là các công ty khởi nghiệp. Đã có hơn 2.000 em bé tuổi rồng được sinh ra trong đúng ngày mùng 1 Tết. Theo báo cáo nhanh vừa được công bố của Bộ Y tế từ các cơ sở khám và chữa bệnh ở trên toàn Việt Nam, trong ngày mùng 1 Tết Giáp Thìn thì các bệnh viện ở trên toàn đất nước đã điều trị cho hơn 100.000 bệnh nhân. Số bệnh nhân đến khám cấp cứu là 51.559 trường hợp. Trong ngày mùng 1 Tết thì có hơn 35.000 bệnh nhân được xuất viện. Và cũng trong ngày mùng 1 Tết, trên cả nước đón chào 2.198 em bé tuổi rồng, bao gồm có cả sanh thường và sanh mổ. Tổng số khám, cấp cứu và tai nạn nghi có liên quan đến giao thông là 3.782 trường hợp. Trong đó có hơn 1.500 người nhập viện để điều trị nội trú hoặc là đang được theo dõi. Còn về tai nạn do pháo nổ và chất nổ trong mùng 1 Tết thì có tổng số 280 trường hợp khám và cấp cứu do pháo nổ và pháo hoa, 163 trường hợp phải nhập viện điều trị và không có trường hợp tử vong. Về tổng số khám cũng như là cấp cứu tai nạn do vũ khí và vật liệu nổ tự chế khác là khoảng 36 trường hợp. Có 9 trường hợp phải nhập viện để điều trị và có 1 trường hợp tử vong. Cũng trong ngày mùng 1 Tết, trên toàn Việt Nam vẫn chưa ghi nhận vụ ngộ độc thực phẩm nào xảy ra. Thưa quý vị, sau đây là phần tin địa phương. Một giám đốc ngân hàng của Nigeria bị thiệt mạng trong một vụ tai nạn trực thăng ở tiểu bang California. Một vụ tai nạn trực thăng ở California đã khiến cho giám đốc điều hành của một trong những ngân hàng lớn nhất tại Nigeria, đó là ông Herbert Quigo và 5 người khác bị thiệt mạng. Ngozi Okonjo-Iweala là tổng giám đốc của Tổ chức Thương mại Thế giới cho biết trong một bài đăng tải trên trang mạng X như sau. Ông Herbert Quigo là giám đốc điều hành của tập đoàn Asset Bank có trụ sở tại Lagos đã lên trực thăng cùng với vợ và con trai của ông. Hành khách thứ tư là Bimbo Ogbano cũng nằm trong số những người bị thiệt mạng. Ông là cựu chủ tịch của NGX Group thuộc thị trường chứng khoán của Nigeria. Chiếc trực thăng cất cánh từ Palm Springs để đến Boulder City của Nevada đã gặp tai nạn và bị rơi ở gần Halloran Springs. Cả 6 người trên chiếc máy bay nói trên, bao gồm ông Wiggle và một cựu chủ tịch của NGX Group đều bị thiệt mạng. Các nhân chứng cho hay tai nạn có thể liên quan tới điều kiện thời tiết lạnh giá và tuyết rơi tại khu vực này trong thời điểm xảy ra tai nạn.
Theo nhật ký của các vụ tai nạn giao thông, cơ quan tuần tra xa lộ California đã thông báo ngay sau khi tai nạn xảy ra như sau: một đợt tuyết lớn đang di chuyển qua Halloran Springs. Cơ quan điều tra vẫn đang xác định nguyên nhân cụ thể của tai nạn này. Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cho biết như sau: chiếc máy bay Airbus Helicopters H130 do Orbit Air vận hành và thuê. Công ty này có trụ sở tại California đã không trả lời về vấn đề nói trên. Sự mất mát của ông Wiggle đã gây sốc và sự tiếc thương không chỉ trong cộng đồng ngân hàng mà còn cả tại châu Phi. Ông được mô tả là một nhà lãnh đạo có tầm nhìn với ảnh hưởng lớn trong lĩnh vực tài chính, nghệ thuật và từ thiện. Một cảnh sát bị thương khi đuổi theo tài xế chạy quá tốc độ ở La Habra. Một cảnh sát ở La Habra đã bị thương trong một vụ tai nạn khi cố gắng đuổi theo một tài xế chạy quá tốc độ. Tai nạn xảy ra khi cảnh sát đâm vào một chiếc xe tải khác ở tại giao lộ của đường Lambert và đường Cyprus. Theo thông tin từ sở cảnh sát của La Habra, việc đuổi bắt đã bắt đầu khi họ phát hiện một người lái xe quá tốc độ ở trong khu vực Harbor và Whittier. Do tài xế không dừng lại cho nên cảnh sát này phải chạy theo để truy đuổi. Cảnh sát và tài xế xe tải trong vụ va chạm đã được chuyển đến bệnh viện để điều trị vết thương, còn tài xế phạm lỗi chạy quá tốc độ, người bị cảnh sát truy đuổi đã thoát ra khỏi hiện trường trước khi tai nạn xảy ra. Sau đây là bản tin cuối. Tình trạng thiếu nhà ở tại Hoa Kỳ sẽ kéo dài trong nhiều năm nữa. Theo nhật báo Business Insider cho hay, theo một nhóm nghiên cứu viên do Nick Villa dẫn đầu cho biết rằng, ngay cả khi năm 2024 trở thành năm xây dựng nhà ở mạnh mẽ, thì số lượng nhà ở vẫn có thể thiếu từ 1 triệu rưỡi cho tới 2 triệu đơn vị nhà ở, với sự thiếu hụt là từ 1 triệu 1 cho tới 1 triệu 2 căn nhà biệt lập. Dựa trên dữ liệu từ cuối tháng 12, thì tốc độ bán nhà hàng tháng cho thấy số lượng nhà tồn kho đủ cho 3 tháng theo Hiệp hội Môi giới Địa ốc Quốc gia. Hầu hết các kinh tế gia đều coi một thị trường cân bằng là thị trường có cung cấp đủ nguồn cung ứng trong 6 tháng cho những người mua tiềm năng lựa chọn. Các nghiên cứu viên của công ty Moody cho rằng một năm nguồn cung ứng dư thừa chỉ mang tính chất tương đối khi so sánh với nhu cầu bị hạn chế về khả năng chi trả. Sự phục hồi của nguồn cung ứng và nhu cầu thấp hơn do phân lời thế chấp cao không thể bù đắp cho nhiều năm xây dựng dưới nhu cầu kể từ sau đại khủng hoảng về tài chính, vốn gây ra sự thiếu hụt nguồn cung ứng nhà ở một cách đáng kể. Kính thưa quý vị, vừa rồi là chương trình tin tức của Sài Gòn TV trên băng tần 57.5 qua sự trình bày của Mỹ Linh và Đức Vượng trong ngày mùng 3 Tết. Chúng tôi xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Quý vị có thể xem lại các chương trình của Sài Gòn TV trên Vietchannels app, trên YouTube hoặc trên Facebook ở địa chỉ Sài Gòn TV 57.5. Kính chúc quý vị một ngày mới bình an và hạnh phúc. Xin trân trọng kính chào.